chút giận lên Bayern, Haaland làm được điều chưa từng có trong lịch sử. Cuộc đối đầu giữa Man City và Bayern Munich tại tứ kết cúp C1 có ý nghĩa quan trọng với Erling Haaland. Bởi trong quá khứ, anh từng chạm trán hùm xám 7 lần trong màu áo Dortmund, ghi được 5 bàn và có một kiến tạo nhưng chưa từng thắng trận. Tuy nhiên, ở lần đụng độ thứ 8 đêm qua, Haaland đã thành công. Anh thậm chí còn góp công lớn với một bàn và một kiến tạo, qua đó ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City. Đặc biệt hơn, pha lập công vào lưới hùm xám đêm qua còn giúp số 9 của Man City đi vào lịch sử. Theo đó, Haaland chính thức cán mốc 45 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này. Thành tích này đã phá vỡ kỷ lục số bàn thắng ghi được của một cầu thủ ngoại hạng Anh trong một mùa giải. Trước đó, vinh dự này thuộc về Mohamed Salah và huyền thoại Ruud van Nistelrooy, cả hai cùng có 44 bàn. Haaland sẽ còn có cơ hội để nối dài kỷ lục của mình hơn nữa bởi phía trước anh vẫn còn đó ít nhất 11 trận đấu cùng Man City. Huấn luyện viên Tuchel không phục sau thảm bại trước Man City. Bị Manchester City nhấn chìm với thắng lợi 3-0 nhưng huấn luyện viên Thomas Tuchel vẫn tỏ ra không phục và cho rằng Bayern Munich mới chính là những người chơi tốt hơn. Tôi không đồng tình với kết quả này bởi chúng tôi đã bị trừng phạt ngay trong những giai đoạn mà chúng tôi thi đấu tốt hơn. Mọi thứ thật tàn nhẫn với Bayern Munich. Cả đội đã thi đấu tốt xuyên suốt 70 phút cho tới khi phải nhận bàn thua thứ hai. Tôi nghĩ các cầu thủ xứng đáng có ít nhất một bàn thắng sau những gì đã thể hiện. Nhưng dù sao tôi cũng hài lòng với đội bóng của mình. Nghe có vẻ hơi lạ, nhưng thất bại này thật thú vị, huấn luyện viên Thomas Tuchel nhấn mạnh. Với thất bại 0-3 trước Man City, cơ hội giành tấm vé vào chơi tại vòng tứ kết của Bayern Munich đang dần khép chặt lại. Người đánh cùi trỏ sao Liverpool chính thức bị cấm, trọng tài kỳ cựu lên tiếng. Tình huống tranh cãi giữa Andre Robertson và trọng tài biên can Konstantin Hadridakis trong trận đấu giữa Liverpool và Arsenal vừa qua vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh PGML không bỏ qua tình huống này. Họ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và vừa có thông báo đầu tiên. Cụ thể, trọng tài Hadzidakis sẽ bị đình chỉ làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa Hove và Brentford tại vòng 31 ngoại hạng Anh. Đây mới chỉ là hình phạt đầu tiên dành cho hành vi thiếu kiểm soát của Hadzidakis. PGML cũng cho biết họ sẽ không chỉ định trọng tài này làm việc ở bất kỳ trận đấu nào trong thời gian Hiệp hội bóng đá Anh phải điều tra vụ việc. Cựu trọng tài ngoại hạng Anh Mark Clattenburg đã chia sẻ về hành động mất bình tĩnh của Hadzidakis. Ông nói, cầu thủ có thể đẩy các trọng tài đến giới hạn. Họ có thể khiêu khích đến mức bạn muốn trả lại cho họ thứ gì đó. Nhưng trong mọi trường hợp, trọng tài không thể đáp trả, chắc chắn là không. Hadzidakis giờ đây có thể sẽ phải đối mặt với án phạt nặng. Bại binh phục hận, huấn luyện viên Mapat báo tin vui nhất trước thềm đại chiến Real. Cụ thể, Mapat đã xác nhận Thiago Silva, N'Golo Kanté và Mason Mount sẽ đối đầu với Real Madrid trong trận lượt đi vòng tứ kết Champions League vào thứ Tư. Silva chỉ trở lại tập luyện vào tuần này khi cầu thủ 38 tuổi không có mặt kể từ khi dính chấn thương đầu gối từ tháng 2. Cầu thủ kỳ cựu người Brazil là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Chelsea trong một mùa giải khó khăn. Mount và Kanté đều vắng mặt trong trận thua 0-1 của Chelsea trước Hove vào thứ Bảy, nhưng sẵn sàng cho chuyến hành quân tới Santiago Bernabeu. Mount đã phải vật lộn với chấn thương xương chậu, trong khi Kanté được nghỉ ngơi để đề phòng sau khi trở lại sau 7 tháng ngồi ngoài vì vấn đề gân kheo.